Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay tiếp tục gài bẫy chuột nha bạn. Thì đang hỏng gàn mít nè, để tới nay khu queo luôn nè. Thất bại quá bạn, hỏng gàn mít mấy con à, chút quất à. Nay sẽ gài bằng mồi mới nha bạn. Cũng có mới, mồi mới, mồi cũ. Sẽ gài bằng thứ nhất là chuối. Đang hỏng gài bằng chuối táo quạ nhạy quá bạn, gài dính mua mỗi cái luôn á. Đây hai trái mà hai trái không đủ 26 cái đâu. Nên mới thêm mồi mới, mồi này độc hơn. Hai bát khui đây, nguyên trái dừa cứng cại bạn, dừa đắt nước à, dừa này là dừa dứa nha bạn, chơi mình chơi dừa dứa cho thơm. Nãy mới hái trái cho đó bạn, cái buồng này nè, buồng khô khô nè, nhấp trái rồi, gà mà nếu thành công là mới mốt buồng đó hết. Đó, giờ chặt ra lấy nước quất trước đi, tính sao dừa dứa mà khô khô nước thơm quá rồi, ngay cho mọi độc chiêu luôn. Công nhận cái dừa thơm ghê luôn bạn. Ăn luôn. Giòn lắm béo. Kinh khủng luôn. Ngon. Mồi bộ im à. Mồi đó là chuột vô rừng ăn luôn, bảo đảm luôn á. Con chuột mà sống tới nó già muốn chết luôn, chưa chắc gì ăn được. Hình như là không có luôn. Vừa khô mà vừa dứa nữa nha. Ngon, mồi này mà nhảy ra, theo đội khác nhảy ra. Nhảy ra có lý nha. Mày hả bự. Cơm cũng dày quá nữa bạn, dày cui luôn á. Rồi này nạo ra nó chè chắc ngon lắm, chắc nó cốt á. Béo mà thơm thơm. Rồi, giờ nạo qua gại bạn. Nước dừa luôn mai. Gại mồi này cũng có lợi á. Vừa có mồi cho chuột, vừa có nước dừa mình uống luôn nè. Ngọt ghê luôn bạn, ngọt có gì cay cay luôn, thơm lá dứa cực kỳ luôn. Đập vô miếng đá nó mới ngọt. Giờ nạo cái ra hay gặp chuột thôi. Mồi này nhảy nhảy xiên rồi, nhảy nó thôi luôn à. Mồi quá độc. Dưới này chơi mồi độc rồi. Giọng mơ có nhiều chuột mà. Sắp tới chuẩn bị làm cái sinh nhật nhỏ nhỏ cho Thảo Quy nên gài kiếm mớ chuột tới đó nướng. Tay gài chơi bạn. Vợ mình tới đó cho em gái Sóc Trăng xử lý hết. Rồi mồi màng cũng vô xong các bạn. Cơm dừa. Cơm dừa dứa với lại chuối. Tổng cộng đây mình 26 cái mà hổm. Ừ, cái này muốn hư rồi. Này chuột nó cắn, hổm dính chuột cống nó cắn banh này. Rồi nó kìm bấm bấm nữa nè. Tổng cộng 26 cái nhưng mà hư cái các bạn. Cái này nó bị sức mỏ rồi, này mà mốt mình sửa rồi. Nó bị sức mấy mớ hàng rồi nè. Này gài nó gãy ngay cái chốt mà sức mớ hàng rồi nè. Còn 25 cái nha bạn. Giờ lên đường gà bẫy thôi. 25 cái này dạo sáng bắt được nhiều chuột nha. Hôm nay có mồi mới quá ngon này. Chiến đấu thôi. Sáng rồi gặp lại các bạn sáng buổi sáng thăm bẫy chuột nha. Sáng sớm chim kêu quá trời luôn mà. Sáng trời còn sương nè, nó ra vừa nắng lên ra rỉ lông á. Rồi gặp lại các bạn buổi sáng nha, lên đường thăm bẫy chuột thôi. Thu hoạch chuột các bạn ơi. 25 cái bẫy của mình không biết sao đây, hồi hộp quá. Đâu. Lục xuống ba khía hồi bỏ về tao đập đầu mày đó cho biết. Con đường đi quen thuộc. Ây da, ngồi sáng sớm. Dính nguyên ổ nhìn nhện luôn rồi. 25 cái này mà chịu dính quẩy về đuối là mình gài khu ngoài đây không hả bạn? Con gì hết hồn. Gài con khu ngoài bờ sầu riêng này không à? Không có gài ở trong nhà. Có nhiều chơi hết. Chiến hết đêm nay. Dòm vô cái coi. Rồi cái đầu chất quốc rồi bạn ơi. Chỗ con chuột cắn banh cái bẫy này giờ nó nghỉ vợ luôn rồi. Nhát luôn, bỏ xứ ra đi luôn. Đầu tiên vô chất quốc kìa. Một cái. Mấy mường mình đỡ con cái nữa. Chỗ bữa, xảy con chuột nữa mà.
nay nước gồng rồi, hổm rất là nhóc, hổm gà dính sảy đây nè, tức hoài. Đây con cái gọi cơm ăn này, khai trương con chuột cơm. Chiếc này gà dưới mé, nước kém gà dưới mé ngon lắm, gà dưới mé dễ dính hơn trên bờ. Cơm cơm cây bên đây ngon lắm, chỗ đã lắm, đã luôn rồi, không sập hay gì cơ, chỗ ngon mà không sập cũng như không, có đường mòn đã hết biết nhưng mà không có chuột, dở thiệt. Sáng sớm ông chích đó bạn ơi, nguyên ống lá chà bá lửa kìa, thấy không, trong toàn là chuối nè, quất hết mấy vít luôn à, 4-5 vít vậy á, đuổi ra ngay chân. Gặp em nó hôm qua vậy mà vô đó gài, nó không chích, bữa nay chích khốn kiếp thiệt chứ. Mấy chuột ở khu vực này giờ nó khôn nữa mà, muốn gài dính con hơi khó, khui chứ quất luôn, không sạch luôn. Làm miếng đi xa gài vòng vòng ngày rất là hết chuột luôn rồi. 5 cái rồi mới có 1 con chuột cơm à. Chuột ơi mày đâu rồi, chứ gà ít mà ít lâu lâu dính 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 chà bá không mà. Mang chuột đây giờ còn mấy chuột nái không, nhỏ anh bắt hết rồi. Cho cái ổi này con cái đâu, quên tiêu rồi, ở đây không dính luôn rồi, chuột quất nữa rồi. Mấy chỗ đường mòn bò bạn láng do luôn, im ghê luôn, không dính. Màu dừa nè, có sập nè, không dính không nè, còi cơm rồi, hai đống cát, cơm gắn luôn bạn ơi. Chuột này đặt gắn luôn này, téo mà kệ, cơm gắn biết đâu ngon hơn cơm thường là sao, phải thay làm con bác bỏ vô lập cắn đặt dính cái gắn cho bá sướng 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 luôn phải chơi. Đây còn cái nè, dính thì gung gung cỏ nè, ở đây gung gung cỏ chưa, khui cổng bạn ơi, vô rồi cổng này, coi cổng này. Sướng sướng lại thấy gung gung cỏ, thấy có lý rồi, nó như chuối buộc lại mới được đấy, chui ra nữa à, thấy gung gung cỏ thấy biết dính này, cổng cả này ngon rồi, có cổng nghe, tình hình bắt đầu khá quan rồi đó, làm chừng 5 con đó là cũng ngon rồi. Cái này cũng im lắm nữa bạn, rồi không sạch rồi, quất à, chỗ này không gà gà dính hoài luôn, dính hết luôn, bùi chuối huyền thoại. Mấy bờ này bờ gà 2 cái 3 cái 2 cái 3 cái, ngày gặp mình cũng hay quên quá. Hãy chỗ nào cũng giống chỗ nào à, bị gắn không quên thì gặp hay quên. Sập rồi bạn ơi, rồi cơm nữa, rồi cơm gắn nữa, đóng gác từ xa thấy đóng gác là thấy biết chuột cơm lắm. Đây con đám rau nhãn lồng luôn mà, nay bạn hái về luộc hay là nấu canh ăn mát lắm. Cái đọt nhãn lồng hay là kêu đọt chùm bao á, nó hay nấu canh mát mà luộc. Bạn lâu lâu bạn nấu cơm với bạn dầm hột vịt á, cái chồng đỏ á, lại nước tương nước mắm vậy đó, cái hai rau đó luộc ăn chấm cũng ngon, đơn giản nè, vậy mà im mà món đó chứ bắt lắm đó. Gùm gùm cỏ không, khui rồi, khỏi khui, sập đầu khui. Trong bờ này cũng im lắm nữa mà, bờ này như vậy 2 cái hay 3 cái gì cũng không nhớ luôn. Đã lắm, có mấy đám cỏ, có cái đường mòn ngon ghê luôn. Nghĩ bờ này có dính á đó. Đó trời ơi, cục cơm mà này, cơm chập bá luôn, cơm cỡ này là ngon lành này, bự ghê luôn, gà ghét móc lỗ móc lỗ móc lỗ dài dài méo chu riêng này.
Gà giết nhừ hết trơn luôn rồi, hết chuột luôn quái rồi, giờ đi mót lại những con chuột cuối cùng luôn á. Ở đây cái quên không sập luôn, đường mòn dưới mé ngon quá mà không có. Bò này chắc hết nữa, những hai cái có bò bển ngon, bò bển có mấy cái hang chập bá luôn. Ô mà này còn cái bạn ơi, cái này lùm chuối nha, vô lùm chuối ơi, vô rồi không thấy sập, thấy hết mê vậy. Thấy có sập hay gì đó. Rồi có hàng cơm nữa bạn ơi, cơm chập bá luôn nè, nó thu lù luôn à, kệ ngon, cơm là được đây. Đóng gặp rồi mới có mấy con chuột à, còn có mấy cái nữa hết rồi. Bờ này cũng ngon lắm rồi bạn, mấy cái bờ này mình đi gài gặp nó ít vô lắm. Bạn biết sao mấy bờ này mắc cỡ không à, đi vô đâm mới cháy nớp luôn. Bây giờ ít vô nên nghĩ chắc có chuột. 2, 3 khui. Ủa không phải gãy đây. Lộn địa chỉ các bạn ơi, đâu ta, cái vòng vòng đây con cái mà, hay là lúc đẳng ở bên bờ chuối bên đây nữa bạn. Bà nó mắc cỡ không à, đi vô sướng chứ không phải chơi. Gầu chút quốc hết mê thiệt chứ. Sáng khui hụt cái là không dính luôn. Các bạn thấy mắc cỡ nè, này đạp vô cái sướng luôn nhưng phải chơi. Gài nó cũng ác lắm các bạn, nhỏ nhỏ mà có vỏ gai bén mà cú. Còn cái đầu bờ quá, vô con cống chụp bá cái cây, lấy tinh thần cái. 2, 3 dòm vô, có sập rồi bạn ơi. Ồ chục côm, côm gắn nữa rồi nè. Nhìn vô sập vô mà thấy cái lồng gì trống lỏng, hết mê. Nhìn vô mà sập mà thấy cái lồng các bạn thấy banh chành cho cắn nhừ cho ha. Đang kỉnh ha, gung cỏ ha. Đó mà thiệt là sướng đó. Bộ chuối này con cái cũng ngon lắm mà, dưới mé nè. Cái này nghĩ dính. Hello, trời ơi, không có phản ứng gì hết vậy ta, sập luôn. Chỗ mấy mưa ngon hết biết, không có chuột. Chuột đây giờ nó còn cũng thành quỷ hết trơn rồi, gài hết dính luôn rồi. Chuyến này là tiêu diệt khu này là sạch luôn rồi, chứ không phải chơi. Hồi nãy 19 đây, 3 nó 22 rồi, 22 còn có 3 cái nữa bạn ơi. Xong sập bông rồi, nãy giờ mới có như có 2-3 chục cơm bự với con cống, lại hàng cơm gắn 3 cái nữa. Đi đâu vớt vớt 3 cái cuối cùng rồi sao. Được con cống là ngon à. Cái này hai ăn cơm ngon, 3 cơm chứ. Hay sập mà đâu biết cơm hay cống, cống hay cơm, cơm hay cống. Rồi hình như không có con gì luôn, chất quất luôn. Chắc là lồi hay cộng nhảy vô mà. Cái mưa ngon hết biết luôn. Cái này nghĩ dính mà thất bại sụi luôn rồi, chắc bị mấy con cộng phỏng tay trên quá. Điểm ngược nha, còn hai. Còn hai cái ngoài đê ngoài. Vô cái cày. 2, 3 rồi khỏi khui. Rồi còn một cái nữa là kết thúc chương trình luôn bạn ơi. Này thấy cái bộ miêu meo rồi, không nhiều rồi. Chùm tán đằng hòn gặp không có mấy chuột à. Cái cuối cùng chỗ này cũng ý tưởng lắm mà, có mấy hàng chuột đã lắm, mấy chuột đã không ạ. Khui rồi. Hết muốn vô lấy cái gặp thiệt chứ, dính luôn bạn ơi. Cuối cùng không hút được hôi chót nữa, dở quá. Sáng nay có mấy con chuột à,
bạn thấy cái hang này khủng khiếp chưa, trời bá luôn, chỗ này hang dữ dằn luôn. Ôi, dính chuột ít quẩy nặng mà, cái này quýnh dính chuột nhiều quẩy không nặng không, dính ít cái nặng ngộ thiệt. Này mà dính cái con quẩy về cũng khỏe như thường luôn, dính ít ít này quẩy đuối quá. Con gì vậy? Chuột, lu chơi bỏ về hoài mày. Bạn hãy đi theo mình mấy khu gan nè, như định chạy về trước nữa. Tìm thêm sớm bánh nè. Quả sáng nay không nhiều hung mà. Mấy chuột thịt với mấy chuột gắn nè. Bạn làm cái cây bạn xỏ gì vậy, bạn rút cái sông phin. Ơ chuột. Một cơm bự. Một cơm gắn. Đây còn cơm gắn nữa. Hai con cơm gắn. Đây còn cơm gắn nữa. Kêu bằng cơm gắn luôn á. Chuột gắn á. Có được con cống mà ngon à. Rồi đây con chuột gắn nữa. Bốn con luôn. Còn chuột nhỏ không vậy? Ba chuột bự, bốn chuột nhỏ hết rồi bạn ơi. Hai để đó cha đi. Thế nó đâu dính chuột đâu, con ăn bánh đi. Luôn mà nhớ nha mày, mốt đi đâu không rủ mày theo luôn. Thành quả sáng nay được có 7 con đó bạn ơi. Ba con bự à. Con cơm ở con cống này khá khá nè. Với lại bốn em chuột gắn nè. Rồi, chào bạn ở clip này luôn nha. Chúc các bạn xem clip vui nha. Gặp bạn ở chuyến những chuyến đi săn sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều.